Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và buổi sáng ngày hôm nay, Mỹ Hải lại tiếp tục đồng hành cùng các bác thợ xây ở trong thôn đây để xây ngôi nhà cho gia đình nhà 4 cháu mồ côi. Như hôm qua là chủ nhật đấy quý vị ạ, thế cho nên là các bác ấy thì cũng có một số bác là cũng có công việc riêng, thế cho nên là cũng chưa vào xây được. Và hôm nay là các bác lại tiếp tục là vào đây xây đấy. Bây giờ là các bác mới bắt đầu là xây được 3 hàng lên rồi, chỉ còn 4 hàng lên nữa là bắt đầu là mình thu hồi nóc nhé quý vị nhé. Đấy, còn những cái xà đây thì như hôm trước thì các bác ở đây là cũng đã đổ được xà bê tông như vậy hết rồi. Đấy, chỉ còn là cốt pha ở đây thì mai là các bác chờ khô hẳn là các bác mới bắt đầu là sẽ dỡ xuống hết, rồi là các bác mới bắt đầu là tiến hành vào chát nhé. Đây, còn phía bên này cũng đã đổ được cột như vậy xong hết rồi. Còn ở phía đằng sau đây là cũng chỉ thêm một hàng gạch lên nữa thôi nhé, là bắt đầu là thu hồi hai đầu đốc bên này. Đấy, là sẽ thu hồi hai đầu đốc bên này lên nữa là rồi là các bác sẽ quay sang là các bác chát. Như hôm trước thì mình có nói với quý vị và các bạn rằng là mai mốt ấy là các cháu đây là cũng có làm một cái gác xếp ở đây hết rồi, thế cho nên là mai là cũng chỉ chát từ cái phần mà bắt đầu là đổ xà ở đây ấy, đổ xà bê tông đây mình chỉ chát xuống và mình lăn sơn, với lại là mình sẽ lát gạch hoa ở đây cho các cháu. Còn là phần trên là mai mốt là làm gác xếp rồi, thì cho nên là phần trên là không phải chát đâu nhé, vì là phần trên là mai mốt là mình bắt đầu làm gác xếp rồi ấy, là lúc đấy là kín hết rồi, thế cho nên là phần trên thì cũng không ai lên trên, thế cho nên là phần trên là không phải chát vì là gác xếp đã kín hết rồi. Đấy, sẽ chát từ cái phần dưới này thôi. Đấy, còn các đầu đốc bên này thì các bác là cũng đang xây vòng xung quanh như vậy xong ấy là các bác là thêm một hàng gạch nữa thôi là các bác mới bắt đầu là thu hồi nóc, là cũng sẽ thu hồi là cũng sẽ rất là nhanh vì là nếu trong vòng 2 ngày nữa thôi là các bác sẽ thu hồi nóc xong nhé quý vị. Ở đây là các bác đang xây trong này, này. Giờ là mình sẽ trèo lên xem. Ở đây là mình phải thêm một hàng lên nữa là lúc đó là mình mới bắt đầu là thu hồi nóc lên chứ. Rồi rồi. Đấy, phải thêm một hàng lên nữa nhé là bắt đầu thu hồi nóc. Còn ở khu bếp bên trong này là cũng đã xây xong hết như vậy rồi. Đấy, mai là bắt đầu thu hồi nóc rồi nó bắt đầu gối xà lên. Gối xà lên nó là bắt đầu lập lên nó là xong nhé, vì là ở trong khu bếp cũng đã xong hết rồi. Phía bên này ở chỗ bạt xanh đây là phía bên này là phía khu bếp này. Còn nhà chính của các cháu là sẽ ở trong không gian ở trong này. Nhà cũng khá là rộng đấy quý vị ạ. Vì là thường ngày ở trên vùng Mỹ Hải ấy, là các nhà mà làm dạng đổ cột như vậy mà đúng bản sắc dân tộc Mông mình ấy, là đa số là các nhà là đổ cột đây rất là thấp. Đấy, nhà người Mông là đa số là rất là thấp. Thế cho nên là Mỹ Hải cũng đi rất là nhiều nơi rồi. Thế cho nên là Mỹ Hải đổ cột đây là Mỹ Hải đổ rất là cao để vượt thoáng nhà cho các cháu. Còn không thì đa số là ở trên vùng người Mông Mỹ Hải ấy, là đa số là đổ những cái cột nhà đây là làm nhà rất là thấp. Thế cho nên là rất là bí. Thế cho nên là Mỹ Hải đổ như vậy cũng khá là cao quý vị ạ.
Như hôm trước các bác ở đây bảo là xây đến thứ ba là nghỉ à, để đi đám ma khô hay là làm gì ấy, đúng không? À, thế là làm ma khô như vậy là mình lại phải mất nghỉ mất 2 ngày rồi. 2 ngày. Đấy, mình phải cố gắng mình xây nhanh lên, xây nhanh chắc là mình thu hồi nóc xong là mới bắt đầu là đến đấy nhỉ. Thế là ngày mai thôi, mai làm được một buổi thôi đúng không? Mai nghỉ rồi. À mai nghỉ rồi à? Mai bắt đầu làm ma khô. À mai bắt đầu làm rồi, làm đến thứ 5 à? Thứ 4. À làm đến thứ 4. Rồi. Thế là ngày hôm nay là mình bắt đầu chạy xung quanh hết và bắt đầu là thu hồi nóc được một số rồi đấy. À lại tiếp tục là đổ cột thêm đúng không? Rồi rồi. Đây còn hai cái cột chính ở đây là phải nối cao hẳn lên để lúc đấy là mình bắt đầu thu hồi nóc. Còn như ở đây thì các bác cũng có nói rằng là mai là các bác cũng lại tiếp tục nghỉ và ở trong thôn các bác ấy là cũng có đám ma khô, thế cho nên là các bác đều phải đi giúp nhau hết rồi. Thế cho nên là ngày mai là các bác sẽ tiếp tục nghỉ và thứ tư thì các bác mới làm xong thủ tục ấy. Thì là chắc là thứ năm là các bác lại tiếp tục xây nhé quý vị. Đến hôm nào thu hồi nóc đây nhá là mình để lên trên ở chỗ đầu đốc ấy, hai đầu đốc là mình sẽ để hai ô thoáng để đấy, để mỗi lúc các cháu mà trèo lên gác làm cái gì thì hoặc là để những cái chăn màn trên gác ấy là lúc đấy là sẽ sáng, để cho hai ba lỗ thôi. Đúng rồi, biết để hai ba lỗ. Ba lỗ à? Rồi rồi, mình cân đối kiểu gì để nhìn cho đẹp là được, để cho nó thoáng. Để cho thoáng, đúng rồi. Đấy, giờ là Mỹ Hải cũng đang đứng ở trên dàn giáo đây là cũng nhìn thấy tổng thể xung quanh tất cả các nhà đây rồi. Đấy, xây nhà giờ là khá là cao rồi. Ở đây thì cũng chỉ hoàn vẹn là hơn 20 nóc nhà thôi, mà cả phía ở bên trên. Đấy, cả phía ở chân núi kia là cũng hơn 20 nóc nhà xuống hạ sơn. Còn đường quốc lộ ấy quý vị ạ, thì ở ngay gốc cây xoan bên này. Đấy, đường quốc lộ ở ngay bên này thôi. Cũng rất là gần. Còn bột đá bây giờ ấy thì cũng đã hết rồi, thế cho nên là các bác thợ ở đây là cũng sang nhà cạnh, nhà bác hàng xóm ấy là cũng sẽ đi sát những cái bột đá để cho mịn, để rồi là các bác sẽ đi là sẽ miết mạch ở đây nhé quý vị nhé. Và ở trên vùng Mỹ Hải hiện giờ ấy, dịch viêm da nổi cục ở châu bò ấy thì vẫn còn phần quà của cô Phương cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải để mua hai con bò để nuôi luân chuyển ở trong thôn Bó Rình đây ấy. Thì dịch viêm da nổi cục ở châu bò ấy, hiện giờ là ở trên vùng Mỹ Hải này bây giờ là cũng khá là nhiều, thế cho nên là Mỹ Hải giờ là cũng sẽ tranh thủ lên trốn trên nhà em giờ ấy, mà trước là phần quà của cô Linh Trong cũng có gửi tiền về cho Mỹ Hải để mua bò để nuôi luân chuyển ở trong thôn Bó Rình. Thì giờ là Mỹ Hải cũng sẽ tranh thủ là Mỹ Hải sẽ lên trên đấy xem mà con bò mà gia đình nhà em giờ mà nuôi bò luân chuyển phần quả cô Linh Trong ấy, thì giờ là Mỹ Hải sẽ lên xem. Và như hôm vừa rồi thì cô Linh Trong thì cũng lại tiếp tục gửi cho Mỹ Hải là mua thêm một con đấy nhá quý vị. Và tổng hiện giờ là của cô Phương với lại là cô Linh Trong là vẫn còn 3 con bò, thế cho nên là đang bị dịch viêm da nổi cục ở chỗ bò như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng chưa dám mua. Đấy, để giãn cách một thời gian để dịch bệnh ấy là cũng hết rồi thì là Mỹ Hải cũng sẽ tiếp tục là Mỹ Hải sẽ mua ở trong thôn Bó Rình đây là tiếp tục là nuôi thêm 3 con bò, tổng của cô Linh Trong là 2 con và của cô Phương ở bên Mỹ là
cũng là hai con, tổng hiện giờ là đã có 4 con bò nuôi luân chuyển ở trong thôn Pó Dinh ở đây nhé quý vị. Và hiện giờ thì là dịch bệnh cũng đang rất là căng thẳng, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng chưa dám mua. Giờ là Mỹ Hải sẽ lên nhà em giờ để rồi là xem bò em giờ nuôi phần quả của cô Ninh Trong mà luân chuyển ở trong thôn Pó Dinh mình ấy. Giờ là Mỹ Hải cũng sẽ lên trên xóm trên để đến vào nhà em giờ để xem con bò của cô Ninh Trong mà nuôi luân chuyển ở trong thôn Pó Dinh ở đây nhé. Bột đá cũng hết rồi, thì là các bác cũng đang lấy những cái máy để sát ra để bột đá cho mịn hơn, để các bác sẽ miết những cái mạch đây quý vị ạ. Đấy, sẽ miết mạch đây thì xem rất là mịn, còn không được bột đá to ấy, là miết mạch thì cũng không được đẹp. Đấy quý vị ạ, sau thời gian ngắn ấy, từ dưới nhà 461 cô thì Mỹ Hải cũng đã lên đến trên nhà em giờ rồi. Em giờ ơi. Dạ, à, chào em. Rồi, chào em, đang làm gì? Là, thái của bò à? Thái bò. Rồi. Con lái nhiều lò. Nó con lái nhiều lò. Đấy, phải chạp cỏ như vậy để cho bò ăn thì mới phát triển nhanh được. Đấy, mùa này cái lá ngô của mình này, đúng không? Đúng ạ. Cắt như vậy là rất là nhiều cỏ này. Đây là mình lấy nguyên toàn lá thôi đúng không? Đúng ạ, toàn lá thôi. Rồi. Đấy, mình cũng chưa có máy chạp này, mình chỉ chạp bằng tay như vậy thôi. Đấy, còn đồng chí vợ em giờ ấy quý vị ạ, là cũng làm lanh. Đây, là đồng chí vợ em giờ cũng đã tước xong những cái lanh như vậy rồi. Đây này, đấy, cũng đã tước xong như vậy, đang buộc như vậy. Để rồi là tước xong như vậy hết nhé, để rồi là mai bắt đầu mang đi cho vào cối, rồi mình bắt đầu là mình giá lúc nào mà cái sợi lanh đây làm mềm rồi xoắn lại rồi ấy, thì lúc đấy mới bắt đầu nối sợi. Đấy, như hôm trước là cũng có mua được bát vào đây cho gia đình nhà em thì cũng cất được những cái tủ vàng trong những cái chạm bát như vậy, cũng rất là gọn này, khá là gọn gàng. Có cái bắp ngô đen. Ấy, cái bắp ngô đen này là đáng nhẽ là lúc mình nhìn thấy kia là mình phải được chạp rồi cơ. Đấy, bắp ngô đen này. Cái bắp này em giờ đã ăn chưa? Ăn luôn ạ. Đấy, cái bắp ngô này ăn rất là ngon này. Nhưng mà ăn suốt không ngon. Ăn suốt không ngon à? Đấy, như đợt trước là anh lên nhà em lía kìa. Trước anh lên nhà em lía là anh đã được ăn những cái bắp ngô đen như vậy, nướng lên chấm muối, ớt rất là ngon. Giờ là lấy cỏ cho bò luôn đúng không? Vâng. Mùa này là ở trên vùng mình nhá, đang dịch bệnh viêm da châu bò nhá. Vâng. Là mình phải để ý em xem nhá. Vâng, vâng. Mình phải để ý mình kiểm tra cơ. Vâng. Xem có như nào thì là bò bị như nào là phải bảo anh luôn. Vâng. Bảo anh luôn xong là để anh còn bảo các bác sĩ thú y là người ta đến người ta có cái thuốc khử trùng ấy hoặc là người ta tiêm cho mình ấy. Vâng. Để cho bò mới không bị nhá. Vâng. Ấy, những cái cỏ này là cỏ mà bò ăn không hết này đúng không? Nóng rồi bò không ăn. Lại phải bỏ đi. Phải bỏ thôi. Đúng rồi, bỏ đi xong là lấy cỏ khác. Vâng. Cỏ mới cơ. Không bỏ thì bò vẫn nhìn suốt thôi. Nhìn suốt là không ăn đúng không? Vâng. Rồi. Ui, con bê cũng rất là đẹp này nhá. Vâng. Bê lớn rất là nhanh. Cỏ mới này,
Ngày này cũng có cổng mới như này là bò mình phát triển nhanh không thôi mà. Vâng. Là phải để ý nhá. Vâng. Để ý cái da bò đây này. Ấy, những cái da bò đây mà nếu mà không bị viêm da ấy thì là được. Vâng. Là không sao, mình phải để ý nhá. Như hôm trước là ở đây là có hai con em nuôi của các bác hàng xóm đây để mình chia tiền mà để bán đi, xong rồi mình chia tiền mà có một con đi đâu rồi, bán rồi à? Sợ bị bệnh giống như vừa anh nói. À, sợ bị viêm da nổi cục đấy nhỉ? Vâng. À. Đi bảo chủ nhà để dắt đi à? À, bảo chủ nhà dắt đi à? Vâng. Thế là chủ nhà có đưa mình một ít tiền không? À, đưa ít ạ. Đưa bao nhiêu tiền? Đưa 2 triệu ạ. À, đưa 2 triệu à? Vâng. Rồi, thế là mình nuôi một năm mà cũng chỉ được 2 triệu như vậy thôi. Vâng. Ôi trời ơi. Đây, còn đàn lợn nhà em là cũng tách ra đây rồi đúng không? Vâng. À, đầy tháng rồi à? Ờ, đầy rồi ạ. À. Đấy, tách khác cho ra ở chuồng riêng. Đây. Ui, năm con khá là đẹp này. Còn những cái cỏ bò mà để thừa ra thì lúc đến nóng rồi bò không ăn thì em giờ đây là cũng đang là bỏ vào chuồng lợn như vậy. Còn có lợn nái thì cũng đang ở bên này. Đấy, còn ở trong thôn mình đây em giờ ạ. Dạ. Còn ở trong thôn mình đây là vẫn còn 2 phần quà nữa. Mà còn 3 con bò trong thôn mình để bắt đầu nuôi mình ở trong này để mình nuôi luôn chuyển nữa cơ. Nhưng bây giờ là đang dịch viêm da nổi cục ở châu bò ấy, thế cho nên là bây giờ là anh cũng chưa dám mua vào. Vâng. Để một thời gian mà rán đi rồi ấy, thì lúc đấy là phần quà của cô Phương ở bên Mỹ ấy, thì cũng có gửi tiền để cho anh để mua 2 con bò để mình nuôi luôn chuyển ở trong thôn ấy. Vâng. Là bây giờ là đang bị bệnh như vậy là anh cũng chưa dám mua. Với lại là vẫn còn một phần quà của cô Linh Trong ở bên Mỹ ấy, thì cũng có gửi tiền về cho anh là mua thêm một con nữa. Đấy, tổng tất ở trong thôn mình đây là nếu như con này em nuôi đấy là tổng tất ở trong thôn này là cô Linh Trong có 2 con mà cô Phương ở bên Mỹ ấy, là cũng có gửi tiền về là tổng tất là tiến tới này mua vào là ở trong thôn mình đây là có 4 con để nuôi luôn chuyển rồi thì cho 64 hộ ở đây thì cũng khá là nhanh. Vâng. Đấy, đang bị viêm da như vậy là không dám mua để một thời gian thưa một tí để gọi là lúc đấy mà cho bò là không bị dịch bệnh như thế ấy. Rồi lúc đó là anh sẽ mua vào đây để cho các hộ. Nhớ là mình phải để ý nhá. Vâng. Bò nuôi luôn chuyển đây là lúc nào mà phải để ý nhá. Nếu mà bị như nào là em phải gọi điện cho anh luôn nhá. Vâng. Đấy, còn các hộ ở dưới ấy, thì như hôm trước là anh đã thống nhất với bí thư chi bộ rồi. Để bắt đầu là nuôi là những cái hộ nào mà hộ nghèo bắt đầu được nuôi trước. Vâng. Đấy, nhà nào mà không có điện thoại ấy, là anh sẽ trích tiền của anh ra. Mua mỗi nhà là một cái điện thoại là rơi vào 200.000 thôi. Vâng. Để nghe gọi lúc nào mà bò bị như nào thì là sẽ gọi điện trực tiếp cho anh. Còn không thì lúc đấy là người ta lại không có số máy của anh ấy. Ấy không có điện thoại là lúc liên lạc rất là khó. Vì là anh cũng ở xa. Thế tiến tới này là anh mua thêm bò vào đây là sẽ mua cho mỗi một hộ là một cái điện thoại. Trị giá là 200.000 đi. Ấy mình chỉ nghe gọi thôi. Con bò cái đây là mình có hay nấu cám cho ăn lớn không à em giờ? Có ạ. Có à? Vâng. Rồi. Đấy, bò cái ăn rất là tốt. Bò đây nhá là đi mua là phải trực tiếp là vào trong nhà và của các hộ để đi mua thì là mới được bò đẹp và bò ăn tốt. Còn nếu bình thường mình ra chợ mình chọn thôi là mình cũng không biết nào là con bò nào mà bò đẹp nhá. À, bò muốn đẹp là lại phải lấy tay vuốt vuốt như vậy để thay lông nhanh à? Hay như nào? À. À. Thay lông nhanh hơn. Bò này là như đợt trước là mình mua ở dưới nhà em Cơ về là lúc đấy là bò đấy là chắc là gia đình nhà em Cơ là cũng không có điều kiện để nuôi thì phải thì là hơi gầy. Ấy giờ đến nhà em là nhìn này bóng mẩy chưa nhờ. Bò là cũng phải là chịu khó là cỏ với lại thi thoảng là 2-3 hôm là nấu một ít ngô ấy. Vâng. Nấu cám cho bò là sẽ rất là nhanh cơ mà. Vâng. Bò nuôi như này thì chắc là
hay hôn trong một lần thôi. Rồi rồi, đúng rồi. Đấy. Anh này anh chỉ lo là bị viêm da nổi cục thôi, nếu mà không bị là tốt rồi. Không bị nhưng mà nhảy vẫn sợ nữa đấy. Đấy đúng rồi, vẫn sợ đúng rồi. Vì là con bò không phải rẻ tiền. Vâng. Đấy. Cả một cặp là hơn 20 mấy triệu nên không phải rẻ tiền, thế cho nên là tiền 20 mấy triệu là mình kiếm trong vòng 1 năm mà mình không kiếm được đâu. Không đi, không kiếm được đâu. Đấy, em nuôi con bò mà nuôi luân chuyển mà trước là em nuôi chia ấy. Và... thì em nuôi được 1 năm rồi mà bây giờ em chỉ được 2 triệu thôi đúng không? Đúng ạ. Đấy, rất là nguy hiểm. À, cái, những cái này là cái mình cho lợn với cho bò đúng không? Vâng. Đang cho bò hay là cho lợn? Bây giờ cho lợn trước ạ. À, cho lợn trước à? Vâng. Rồi, rồi. Đấy, cũng có cả cám như vậy nhỉ. Ôi, bột ngô đây mình có nấu chín không đấy? Chín ạ. Phải nấu chín lên nhá. Nấu chín ạ. Rồi. Nhưng mà mùa này thì không có ngô hết nữa rồi. À, ngô hết nữa rồi. Vâng. Thế thì phải cho ít thôi. Ít thôi à? Vâng. Rồi, rồi. Khi nào có thì cho nhiều đi. Khi nào có là cho nhiều đúng không? Vâng. Rồi. Đấy quý vị và các bạn ạ, như thước phim trước của Mỹ Hải thì Mỹ Hải cũng có hỏi em giờ ở tại gia đình nhà bốn cháu một cô ấy, mà phần quà của bác Phú có gửi tiền về cho Mỹ Hải để giúp em giờ ở đây để lắng nền nhà ấy. Nhưng hôm trước là Mỹ Hải có nói rằng là em giờ ở đây là cũng có nói với Mỹ Hải rằng là mua bột đá với lại xi măng là cũng sẽ đủ lắng cái nền nhà đấy hết rồi. Nhưng mà được cái là còn cái khâu mà vận chuyển, mà em giờ ở đây cũng có nói rằng là nhà rất là hoàn cảnh, nếu mà khâu vận chuyển của mình đây ấy, là vận chuyển là mình phải nuôi cơm ăn đúng không em? Đúng ạ. À, thế là mình lại không làm được đúng không? Vâng. Rồi, nếu thế thì là anh sẽ giữ lại cái số tiền của bác Phú ở đấy, để rồi là mai ngày kia mà nếu mà lúc nào mà em làm thêm một chút phụ vứa nữa đi ở dưới, xong thì có gì thì mình đủ tiền rồi là lúc đấy mình sẽ làm. Vâng. Rồi. Đây, nền nhà của em giờ đây là cũng rất là hoàn cảnh này. Cũng chỉ là những cái nền đất như vậy thôi. Cũng rất là thương gia đình nhà em. Đấy, như em giờ nói là cũng là sẽ cho lợn ăn xong như vậy, tí nó còn là cái nước kia là cũng sẽ bắt đầu là mình cho bò nhá. Ở trong cái chảo như vậy là cũng đang nấu được những cái cảm chảo cám như vậy này. Đấy, để cho cháu bò ăn này. Cái chỗ cám này là mình để cho cả ngày chứ đúng không? Đúng ạ. Để cả chiều tối này à? Vâng. Một ngày cho ăn 2 lần thôi. Nhưng mà cái lợn con kia là đáng nhẽ là em phải cho ăn tốt hơn một tí. Lợn con kia là một ngày 3 lần 4 lần có ạ. Đúng rồi. Đây. Đây em ạ. Như em giờ đây ấy, thì như hôm trước thì bác Phú có gửi tiền về để ủng hộ rằng là mua xi với lại là mua bột đá vào đấy để lắng nền nhà em giờ đây để cho sạch ấy. Nhưng em giờ bảo là từ dưới đường bê tông xuống thì cũng nếu mình đi bộ dơ tầm khoảng cây đấy nhỉ, đấy, vận chuyển cũng khá là xa, thế cho nên là em giờ đây thì là cũng không nhờ được người. Nếu nhờ được người thì ở trong thôn mình thì cũng phải là mua thức ăn này, rồi là cũng phải là cảm ơn các bác đây cơ. Phải mời cơm ngày hôm đấy. Phải mời cơm. Ăn trưa ăn tối. Em không tính theo, nếu mà ăn trong một ngày mà vận chuyển hết cái bột đá đấy lên thì khoảng bao nhiêu người thì chuyển lên được em? À, chuyển hết là cả xi măng hết thì chắc là 20 mấy người. 20 mấy người á? Vâng. Mình nhớ ít người thôi. Mới làm trong một ngày được đúng không? Nhưng mà mình vận chuyển trong một ngày, xong là hôm sau là mình chỉ nhờ nếu láng cái nền nhà đấy thôi. Mình chỉ láng trong vòng một ngày đấy thì mình chỉ tầm 4 người thôi. Vừa chuộc vừa láng là được mà. Láng nền nhà thì chắc là 4 người thôi. Đấy. Nhưng mà đi ủi cát lên ấy nhỉ? Đúng ạ. Cơ bản là ủi cát là vất vả thôi. Vâng. Rồi. Được rồi, để anh sẽ xin ý kiến bác Phú ở bên Mỹ nhá. Vâng. Rồi. Đấy, giờ là mình sẽ theo chân em giờ ở đây để xem em cho bò nhá. Cho bò như vậy là em có cho muối không? Hay là chỉ cho... Không cho muối ạ. À, không cho đúng không? Vâng. Mùa này thì am lá ngô như này đấy thì cho muối thì bò không hơi tốt. À. Vâng. Ôi, cứ mới một ngày mà cũng được 2 xô như vậy xong là cả cỏ đấy thì quá đảm bảo rồi đúng không? Vâng. Mọi người đấy. Cho 2 xô như này thì rau thì ít.
Giá bạn ít hơn đúng không? Vâng. Rồi. Không biết là ở chỗ khu vực nhà mình đây này, có biết là lấy cái cây ngô này để mình ủ khô không? Để đến mùa đông là mình bắt đầu lấy cỏ ra cho bò ấy. Không biết làm thôi. Không biết làm gì? Vâng. Rồi, không biết làm thì để đến hôm nào. Để lúc nào mà gia đình em thu ngô rồi anh sẽ nhờ người ở ngoài vào. Vâng. Vì là anh có một người anh bạn của anh ấy là làm một cái trang trại bò ấy. Ấy cũng có nuôi một trang trại bò. Vâng. Đấy, anh bạn nhà anh là cũng lúc nào mà cũng chỉ đi thu mua những cái lá ngô, cây ngô về ấy. Rồi là anh ấy ủ rồi là cho vào những cái túi bóng ấy, đến mùa đông mình là không vất. Vâng. Đấy, mình chỉ thi thoảng là rằng là mùa đông mình ấy, mình chỉ lên rừng là mình lấy thêm một cỏ xanh vào thôi. Vâng. Đấy, mình cho lên những cái lá ngô này để mình ủ này. Thế là dự trữ thực phẩm trong mùa đông đấy. Vâng. Rồi, dự trữ thực phẩm đấy. Vâng. Đấy, chuồng trại lúc nào cũng sạch sẽ như vậy có phải là đảm bảo không? Đúng không? Đúng ạ. Đấy. Phải đào sạch sẽ như này thì bò mới sạch. Bò mới sạch đúng rồi. Vâng. Một xô như này là không đủ nhỉ? Đủ không? 2 xô ạ. Phải 2 xô à? Vâng. À. Bột cái này thì 2 xô, bột được thì 1 xô. À, bột cái là 2 xô mà bột được là chỉ 1 xô thôi. Vâng. Rồi rồi. Lại tiếp tục 1 xô. Bò cá như vậy là 2 xô là khéo còn không đủ ấy đúng không? Vâng. Thôi mình cũng phải cho vừa tầm thôi đúng không? Vâng. Rồi là cho ăn cỏ nữa cơ. Hết sạch. Đúng rồi. Đấy, uống rất là tốt này. Bò cá này thì ăn rất là nhanh. Đúng rồi. Vâng. Hai xô như này thì mới thấy là nô tí. Đúng rồi, một ngày phải 2 xô như vậy đúng tốt. Vâng. Hết đúng không? Đúng ạ. Con đực bên này có cho không? Có ạ. À, cho hết đúng không? Vâng. Với lại là em giờ ơi. Dạ. Còn cặp bò đây này. Là cái dây đây ấy, em buộc là ngắn quá. Bò lúc nào mà ăn xong là cũng chỉ là đứng như vậy thôi, cũng sẽ rất là mỏi chân đấy. Vâng. Nếu không thì mai sẽ lấy cái dây vào cho em. Như hôm trước là anh vào nhà bốn cháu một côi ấy, để xem các bác thợ xây nhà đấy, nhưng mà anh cũng bảo là lấy dây vào nhưng anh quên mất. Thôi rồi, mai anh sẽ tiếp tục vào đây. Anh vào đây xong là anh sẽ lấy dây vào cho em, để em buộc con bò đấy ấy. Là cái dây dài tí để cho được bò còn được nằm nhá. Vâng. Rồi. Không để dây ngắn quá ấy, bò lúc nào cũng đứng thôi. Vâng. Đấy, buổi sáng nay là vợ chồng em giờ ấy, là cũng đi lấy cỏ được về, cũng đã cho bò và chăn lợn xong hết rồi. Giờ là đồng chí vợ em giờ đây cũng đang tranh thủ để tước những cái lanh như vậy. Cứ mỗi lần rảnh rỗi là tranh thủ là phải ngồi tước một tí nhé. Ý tại kỳ do... Ủa ta không được tên là gì ta? Sơn dâu mốc lóc tại mình tiết táo. Ờ. Mốc lóc tại kỳ mà sơn dâu bây giờ dùng mua tạo tiền xa thành nhưng mà dù tán trả rất là nhiều. À. Xin lái nhớ mình mà các anh. Ừ, các anh. Mình cũng có hỏi đồng chí vợ của em giờ ở đây ấy, rằng là một bó lanh như vậy, nếu mình tước ở trong một buổi sáng mà có hết không? Nhưng đồng chí vợ của em giờ ở đây có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là nếu mà mình tước một bó như vậy, nếu mà mình không... lấy cỏ cho bò mà mình cứ chuyên tu rằng là mình cũng chỉ ngồi tước như vậy thôi ấy. Là trong vòng một buổi sáng rơi vào 3 tiếng là mình sẽ tước hết một bó như vậy nhá. Đây, một bó như vậy là rơi vào trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Làm được một tấm vải thổ cẩm ở trên vùng mình là không phải đơn, không hề đơn giản em nhỉ? Mất cả năm trời đấy anh ạ. Đấy. Nó chạy thế nào? Tôi là đấy, quý vị ạ. Còn bố của em giờ thì cũng có chào Mỹ Hà, rằng là vợ chồng Mỹ Hà lại tiếp tục vào thăm gia đình là bố của em giờ ở đây cũng đang cắm các trống như vậy. Còn vợ chồng em ấy thì cũng sẽ đi lấy cỏ cho bò và chăn lợn. Còn ông bà thì cũng có tuổi rồi, thế cho nên là cũng chỉ ngồi ở nhà trông các cháu thôi. Thôi với lại là em giờ ơi, dạ. Giờ là cũng muộn rồi. Thì anh chị đã cũng vào đây xem các bác thợ xây ấy, mà xây ngôi nhà của gia đình bốn cháu một côi thôi. Với lại là anh cũng tranh thủ lên trong cái xóm của mình đây ấy, rằng là cũng xem bò. Đấy, cũng chỉ sẽ lên xem bò thôi, sợ là đang dịch bệnh viêm da nổi cục ở chỗ bò ấy. Đấy, anh đang lo rằng là con bò mà nuôi luân chuyển ở trong thôn mình ấy, là phần quà của cô Linh Trong ấy có gửi tiền về ấy, là gia đình nhà em nuôi đầu tiên ấy, thế cho nên là anh lo rằng là dịch viêm da nổi cục ở chỗ bò đây thì cũng rất là nguy hiểm, thế cho nên là anh cũng tranh thủ lên đây thôi. Vâng. Giờ là cũng muộn rồi thì anh chị sẽ ra về nhá. Vâng. Rồi chào em nhá. Vâng. Rồi. Thế thì anh chị về khi nào đến thăm em nhá. Rồi rồi, nhất trí nhất trí. Rồi. Ở đây anh nhá, sẽ lo nhá, một chè nhá. Mà một chè tua về. Một mà tua. Đấy, mình cũng có chào bố của em giờ ở đây, rằng là vợ chồng mình cũng sẽ ra về. Thế cho nên là bố của em giờ ở đây là cũng có nói với vợ chồng Mỹ Hải rằng là đi rồi là vài bao hôm mà có thời gian rảnh thì lại tranh thủ vào thăm vợ chồng em giờ. 6 người ngủ chung một giường đấy nhá quý vị nhá. Ô lẹ nhá, ném mẹ nhá, mùa trẻ nhá. Mùa mà tôi. Mùa mà tôi. Mùa bên đó mà tôi. Đấy quý vị ạ. Đồng chí vợ em giờ thì mình cũng có chào là mình sẽ ra về. Thế cho nên vợ em giờ đây cũng có nói với Mỹ Hải ấy, rằng là đi rồi là vài bao hôm có thời gian vào gia đình bốn cháu một côi đang xây nhà đấy, là có thời gian thì sẽ quay lại vào thăm gia đình. Có lẽ là vợ chồng mình giờ là cũng sẽ ra về nhá. Anh về luôn nhá em giờ nhá. Rồi rồi, nhất trí rồi. Em muốn đấy quý vị và các bạn ạ, sau một buổi sáng Mỹ Hải thì cũng đồng hành cùng các bác thợ xây ở trong thôn ấy, đang xây nhà cho bốn cháu một côi ấy. Thì cái mùa dịch viêm da nổi cục ở châu bò như vậy ấy, thì Mỹ Hải cũng rất là lo, rằng là Mỹ Hải cũng tranh thủ lên thăm gia đình em giờ ở đây để xem bò, và cũng như là bảo em giờ đây là nếu như nào thì sẽ gọi điện cho Mỹ Hải nhá. Có lẽ là giờ là vợ chồng mình cũng sẽ ra về. Có lẽ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.